Thế hôm nay chúng ta sẽ làm một cái bài tập như thế này đúng không? Tuy nhiên bài này có lẽ là không thể xong được trên lớp đâu. Chắc là chúng ta phải về nhà chúng ta làm. Tôi sẽ hướng dẫn qua một số cái. Và về phần lệnh hôm nay chúng ta sẽ học những lệnh như sau. Thứ nhất là chúng ta có lệnh đầu tiên là lệnh B, là lệnh block. Lệnh B block đối tượng, tạo thành một cái block. Hôm trước thì chúng ta có một cái lệnh là lệnh gì nhỉ? Group là tạo nhóm. Thì hôm nay chúng ta sẽ học cái lệnh B là lệnh block. B là lệnh block. Lệnh này rất là hay. Block cũng có nghĩa là tạo nó thành một cái nhóm. Nhưng mà những cái nhóm block này khi mà các bạn copy ra ấy, nó giống nhau ấy, chúng ta chỉ cần sửa một một nhóm thôi, các nhóm khác sẽ tự động sửa theo. Đấy, chứ nó không phải như lệnh group là nó riêng biệt đúng không ạ? Ví dụ các bạn mà có một cái block là 10 cái bàn chẳng hạn. Đúng không? Nếu như mà các bạn sửa một cái thì 10 cái bàn khác sẽ thay đổi cùng với cái nhóm như thế này. Đấy, thì nó hay ở cái như vậy. Để tạo lệnh block thì chúng ta làm như sau. Bây giờ ví dụ tôi có một cái như sau nhé. Đây. Tôi vẽ một cái thằng như thế này. Đây. Đấy, ví dụ tôi có một cái nhóm block như này đó. Và bây giờ tôi gõ lệnh B là lệnh block và chúng ta chọn selection đây, chúng ta chọn đối tượng này đấy, và chúng ta chọn pick point này. Pick point là gì? Là chọn một cái điểm để làm cái điểm trục cho cái thằng này này, cái điểm để di chuyển điểm tâm đấy cho thằng này. Các bạn muốn chọn ở điểm nào được, ví dụ tôi chọn đây đấy, đây là pick point. Và chọn select object này để làm gì? Để chọn những đối tượng các bạn muốn block đúng không? Là tên cho nó đó. À, ví dụ như là nhóm gì thì thôi mấy chữ chữ A thôi. Ba con A nhá. Ok. Rồi. Đấy thì chúng ta đã làm được cái block này, được chưa? Cái block nó rất là hay như này, nếu như các bạn mà group nhá, REC đây. Group này. Đấy. À, chúng ta nhập lệnh G này. Đấy, chọn đây và chúng ta group nó vào. Thì khi các bạn chọn nhóm group này bao giờ nó có một cái đường bao xung quanh này hơi khó chịu đúng không ạ, và đường bao đấy thì lại to rộng hơn đối tượng, vì vậy là đến lúc chúng ta di chuyển nữa thứ rất là khó khăn để chúng ta đặt vào đây. Nhưng với nhóm block này khi các bạn chọn vào này nó không có một cái gì cả và các bạn vẫn có cái điểm để chọn, vẫn di chuyển bình thường, được chưa? Đấy thì block nó hay như thế. Ví dụ bây giờ chúng ta sử dụng lệnh copy co đúng không ạ, và lệnh copy các bạn copy cho mình này, một này, hai, ba này. Đấy, ví dụ chúng ta copy ra được những cái đối tượng như này chẳng hạn. Tôi bỏ nhóm group rồi đi. Và bây giờ chúng ta sửa cái nhóm block đó, sửa nhóm block. Và các bạn kích đúp vào đối tượng block này, nó sẽ hiển thị lên một cái danh sách block và chúng ta chọn và chúng ta ok là nó sẽ vào cái giao diện của block. Đấy. Và bây giờ ví dụ tôi nhá, cho cái đối tượng này ngắn đi hay to nhỏ hay làm gì đấy, đó, cho đối tượng này di chuyển đi. Đây, di chuyển đi chẳng hạn. Đấy. Và chúng ta tắt đi Color này. Tắt đi. Và nó sẽ hỏi là có muốn save không hay là không muốn save, được chưa? Thì chúng ta tất nhiên nếu muốn save thì nhấn vào save. Đấy, các bạn thấy không? Tất cả đã được thay đổi, được chưa? Vào lệnh B này, để vào block này. Thì chúng ta sẽ có mục như sau. Thứ nhất đặt tên này. Tên này các bạn ghi tôi, đặt tên cho nhóm block này. Phải đặt tên nhé, đặt tên cho nhóm block, đặt tên cho nhóm block. Và thứ hai pick point để chọn điểm tâm của nhóm block, điểm tâm của nhóm block, chọn điểm tâm của nhóm block. Thứ ba chúng ta chọn vào select object để chọn đối tượng, chọn đối tượng trong nhóm block. Đấy, chọn đối tượng và các bạn ok là xong, được chưa? Ok rồi, bây giờ để bỏ nhóm block nhé thì chúng ta sẽ làm như sau. Đây các bạn, đầu tiên này, để muốn bỏ nhóm block, ví dụ nhé,
Trong trường hợp các bạn block vào rồi nhưng mà bây giờ các bạn muốn rời nó ra, nó không trong block nữa, thì chúng ta sẽ phải làm như sau. Chúng ta phải sử dụng một cái lệnh đầu tiên là lệnh x này. Lệnh x để giã đối tượng. Lệnh x để giã đối tượng block này. Hôm trước là chúng ta có học lệnh x để giã một cái đối tượng bình thường rồi đúng không ạ? Đấy, để giã đối tượng này thì nó sẽ không còn ở trong block nữa nhá. Đối tượng này, x này, không còn trong block nữa. Và chúng ta thường chúng ta chỉ cần x là chúng ta đã giã được nhóm block rồi và nó sẽ không còn liên quan gì đến các nhóm khác nữa. Đây, ví dụ đây chúng ta có nhóm block đây. Đây, chúng ta có nhóm block đây chẳng hạn nhá. Đấy, cái thằng này x rồi. Đây. Đây chúng ta có nhóm block này nhá. Và bình thường chúng ta x này là bây giờ các bạn đã thay đổi rồi và các bạn có di chuyển hay làm gì đi chăng nữa thì nhóm block cũng không có liên quan gì cả. Có nghĩa đã được giã nhóm block rồi nhưng mà cái tên AA vừa xong chúng ta đặt ấy là các bạn không đặt lại nữa bởi vì nó đã có tên trong này rồi. Và chúng ta sử dụng lệnh PU này để làm gì? Để chúng ta bỏ hoàn toàn cái tên đấy đi, bỏ hoàn toàn cái tên đấy đi và chúng ta lấy lại được cái tên đấy. Bởi vì ví dụ chúng ta có cái tên đấy chúng ta muốn đặt cho một đối tượng khác nữa. Đấy thì chúng ta sẽ lấy lại được cái tên nhé. Nhưng còn bình thường thì tất nhiên là cái này nó hơi lệnh nâng cao thôi. Bình thường chúng ta chẳng quan tâm đâu đó, chúng ta đặt một cái tên khác là nó thôi. Đấy, nhưng đây là lệnh để có thể lấy lại hoàn toàn được cái tên. Còn bình thường là các bạn sử dụng chức năng x là đã bỏ được cái nhóm block rồi. Đấy. Nhưng mà để sử dụng lệnh PU này muốn nó hiện được lên cái tên ý, thì phải x tất cả các đối tượng block đi. Thì các bạn với PU được. Nhưng mà một ghi một chú ý vào là muốn xóa tên block này thì các bạn phải một là giã hết cái block ra, hai là đã xóa cái block đi rồi nhá, thì mới bắt đầu nó mới hiện lên. Chứ không thì nó không hiện lên đâu. Tiếp theo các bạn ghi cho tôi lệnh chamfer. Lệnh này cũng hay sử dụng. Lệnh chamfer. Thì chúng ta vào D này để vào lệnh vắt góc này, đánh cái thông số vắt góc vào đúng không? D các bạn đánh thông số vắt góc này và thông số đầu tiên là có thể enter tiếp nhá. Và bây giờ các bạn tích chuột này. Đấy thì 100 vắt góc được chưa? Còn nếu mà vắt góc hai trục khác nhau thì nó cái độ vắt góc có thể nó sẽ khác nhau. Ok chưa? Đấy bây giờ đánh lại nhá. Tôi thử đánh hai số khác nhau đi. Chamfer này. Đấy. D à, x ví dụ tôi cho là 200 đi, y 100 đi này. À, thông thường nhé, khi mà các bạn vắt góc thì nó sẽ chạy vùng tròn đấy nhé. Bây giờ tôi tiếp tục đánh đường này nhé. Đây này. Đấy, các bạn thấy không, bao giờ nó cũng chạy vùng tròn này. Thằng này dài ngắn này, dài ngắn. Đấy. Thấy không? Hai thằng này khác nhau này. Thế đâm ra cái lệnh vắt góc mà theo để mà chúng ta sử dụng cho nhiều đối tượng một lúc ấy mà nó lại là một đối tượng như này thì ít khi chúng ta dùng được. Bởi vì nó sẽ không cân đối nhau, nó cứ chạy. Ví dụ đây nhá, cạnh ngắn đây nhá. Thì nó lại cạnh ngắn ở đây, đúng không? Cạnh dài đây thì nó lại chạy ở đây, nó cứ chạy vòng tròn như vậy. Đấy. Còn nếu mà đều thì tất nhiên là nó sẽ dễ dùng hơn. Được chưa? Thì đây là lệnh chamfer. Và tất nhiên khi dùng chamfer thì cũng giống như fillet, chúng ta đừng có cái góc chamfer nó còn to hơn cả cạnh thì không có các bạn chamfer được. Đấy. Tiếp theo các bạn ghi cho tôi lệnh align. Lệnh align AL thu phóng đối tượng theo đối tượng khác. Lệnh này rất là hay đấy, cực kỳ hay, sau này các bạn sử dụng nhiều lắm. Cái lệnh này nó tốt cho cái việc các bạn đưa thư viện vào, lấy từ thư viện vào à, nên các bạn sử dụng rất nhiều. Sau này các bạn làm thì các bạn chủ yếu đưa thư viện vào là chính, thế nên ra là không có lệnh này các bạn đưa thư viện vào cực kỳ khó khăn. Nó sẽ giúp các bạn nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì nếu bình thường chúng ta sử dụng lệnh scale chẳng hạn thì các bạn chỉ thu phóng theo phần trăm rồi thôi.
và không mấy khi các bạn thu bóng chuẩn được chính xác và tuyệt đối, nhưng các bạn sử dụng thằng Align này thì 100% các bạn sẽ làm được tuyệt đối thu bóng vào một đối tượng. Đây ví dụ như này, tôi có một cái đường line như này chẳng hạn. Đấy. Tôi break nó ra. Tôi break. Đây. Tôi cũng không biết là cái khoảng break tôi bao nhiêu, tôi chỉ biết rằng tôi có một cái khoảng trống như này. Còn tất nhiên khi các bạn thiết kế thì các bạn sẽ biết chính xác nó là bao nhiêu đúng không ạ? Và ví dụ tôi có cái hình như này. Đây. Và bây giờ tôi block nó vào. Đó, block nó vào để cho thành một nhóm. À quên, toàn quên đặt tên rồi. C đi. Ok. Đấy, các bạn block vào. Nếu các bạn chọn đối tượng trước rồi không cần phải pick point đó. À không cần phải select object nữa. Thì chúng ta đã chọn rồi. Và bây giờ các bạn muốn đưa chính xác điểm này vào đây. Điểm này vào đây. Đó, để cho nó tạo thành hai hình chính xác vào đây chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Đây các bạn sẽ nhập cái lệnh align nhá. Align này nó hơi giống, hơi ngược với lệnh layer. Layer là gì? LA, đúng không? Thì các bạn nhớ ngược lại là AL. Đấy là align. Đây, AL align. Đấy. Thì khi các bạn align rồi này, các bạn sẽ pick vào đối tượng đầu này. Pick bỏ F8 đi cho dễ nhìn. Đây, pick vào đây. Được chưa? Đối tượng này click vào đây. Ok chưa? Đấy, và các bạn enter này thì nó hỏi yes or no. Nếu như các bạn yes thì có nghĩa là thu đối tượng vừa đối tượng này. Được chưa? Còn nếu trong trường hợp no nhá. AL này. Click vào đối tượng này, enter này, click vào đối tượng. Đấy, bỏ F8 đi này. Vào đây này. Đấy, click vào đây, đừng enter gì nhá. Đấy. Enter này, no này. Thấy không? Nó thừa ra một đoạn. Có nghĩa là đối tượng này không bị thu bé đi mà nó chỉ đặt vào đúng cái vị trí đấy thôi, nhưng mà nó sẽ bị phình ra. Yeah. Còn nếu như các bạn yes thì nó sẽ thu đối tượng đấy vào đúng cái đối tượng chỗ các bạn muốn. Đấy. Chính vì vậy sau này ví dụ các bạn đưa thư viện vào, chúng ta muốn đưa vào chuẩn chính xác cái chỗ đấy thì chúng ta yes đúng không? Để nó sẽ thu đúng cái đối tượng vào và cái thư viện các bạn sẽ vào chuẩn xác. Đấy, chính vì vậy cái lệnh này rất là hay. Sau này ví dụ các bạn muốn đưa một cái cửa từ thư viện vào và cái cửa đấy nó là một cửa 1m2 chẳng hạn, đúng không? Chúng ta lại đưa vào cái ô 900 thôi thì chúng ta sử dụng lệnh này nó cũng sẽ vào 900 cho các bạn nha nhé. Xong chưa? Bây giờ tôi ấy lại cho bạn ghi nhá. Thứ nhất này, AL này. Đó, enter này, chọn đối tượng này. Enter này, pick vào điểm thứ nhất, đưa nó vào đâu này. Đó, pick vào điểm thứ hai, đưa nó vào đâu này. Đấy. Và nhấn enter này. Chọn yes để thu đối tượng vừa khoảng các bạn muốn này. Thu đối tượng vừa khoảng chúng ta muốn. Còn chọn no là chỉ đưa đối tượng vào thôi chứ không thu phóng đối tượng. Được chưa? Đấy, thì chúng ta đã xong được lệnh align. Tiếp theo lệnh array này. Array, cái lệnh array này ở trong két 7 hoặc két 9 thì rất dễ dùng. Nhưng mà array ở trong từ két 10 giờ đi là khó dùng hơn. Nếu như các bạn học 3D rồi các bạn cũng sẽ biết. Như ví dụ 3D 10 dễ dùng hơn rất nhiều 3D 11, 12, 13, 14. Đấy, 3D 10 nó cái bảng hiển thị nó giống như kiểu là két này như thế này. Khi dùng lệnh array két 9 nó sẽ hiển thị một cái bảng rất to cho các bạn tích vào ngay, nhưng mà thằng này thì nó sẽ hiển thị mấy cái dòng, thì mấy cái dòng chữ thì đâm ra nó hơi khó chịu. Rồi chúng ta vẫn có thể làm việc được thôi. Đây nhá, ví dụ chúng ta có một cái thằng cycle đi. Array là gì nhỉ? Tạo rãnh nhá.
rãi R đúng không? Đây là dãy, dãy này là dãy khác, dãy ruộng tạo rãi, rãi hàng rãi hả? Tạo thành hàng ấy, tạo hàng rãi, hàng cột ấy, được chưa? Rãi đúng à? À tưởng là dãy này dãy ấy khác, hàng cột, ok chưa? Đây nhá, chúng ta sử dụng lệnh A R này, ghét nhất là khi được kê đây đây này, và các bạn chọn đối tượng này. Đó. Các bạn enter này thì nó sẽ cho chúng ta ba cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất này là theo kiểu hàng cột là hình chữ nhật theo kiểu rắc tăng này. Lựa chọn thứ hai là theo đường path này. Lựa chọn thứ ba là theo tâm tròn. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ làm lựa chọn thứ nhất trước thì chúng ta có thể ghi sau. Đây nhá. Tôi làm lựa chọn thứ nhất là theo hàng rẫy này. Đây. Các bạn kéo này. Đó, được chưa? Kéo khoảng cách này, cứ kéo đại khái đi tí chúng ta sẽ đánh theo thông số được. Và chúng ta sẽ chọn đây là theo gì? Dòng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn đây theo theo hàng cột rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn row là theo dòng này. Các bạn đánh dòng vào, ví dụ các bạn muốn 3 dòng chẳng hạn. Enter. Đấy. Rồi. Click chuột exit. Hơi phức tạp thì cái lệnh ở trong cat 12 này phức tạp ạ, nó không giống như kiểu cat 9 và cat 7 các bạn dùng dễ lắm. Đây được chưa, các bạn sẽ chọn thành một cái hàng như này. Đấy. Thì các bạn cứ vào nhập đi, xong sau đó chúng ta mở cái bảng quản lý của nó ra, chúng ta sẽ điều khiển thông số của nó. Đây nhá. Có phải làm lại không, làm lại nhá. Đây ví dụ chúng ta có một này, array này. Đấy. Chọn đối tượng này, enter này, chọn rectangle này, được chưa? Kéo ra này. Đấy. Hoặc kéo lên này. Được chưa? Kéo đây là thì nó thành cột đúng không? Đây theo đây là thành cột này, đây thành dòng này. Đấy. Bây giờ ví dụ thành cột này bao nhiêu cột? Bao nhiêu cột cũng được chưa? Kéo xong này, click chuột xong này, khoảng cách các cột. Đấy, khoảng cách các cột. Các bạn click thoải mái đi, xong tí chúng ta điều khiển theo thông số ở trong kia. Đấy. Sau khi pick xong khoảng cách giữa các cột rồi, bây giờ các bạn sẽ chọn row dòng hoặc chọn cột nhé. Nếu đưa lên thì sẽ tiếp tục chọn cột, còn không chọn row dòng. Và chúng ta đánh số dòng vào, ví dụ muốn 5 dòng chẳng hạn. Enter thì chúng ta có 5 dòng. Đấy. Đấy, và khi các bạn đánh xong như này rồi mà các bạn muốn điều khiển lại đúng không? Tuy nhiên khi chúng ta kéo này thì không, nó không chuẩn được đâu. Vì vậy các bạn phải điều khiển lại bằng cách là các bạn nhấn vào phím tắt của nó là Ctrl Shift P, hoặc nhấn vào cái bảng điều khiển ở đây này. Đây. Nhấn vào bảng điều khiển này, được chưa? Nhấn vào đây. Đấy thì nó sẽ hiển thị ra một cái bảng điều khiển cho các bạn. Bằng cách này chúng ta phải chọn vào đối tượng nhé. Nếu không chọn vào đối tượng thì nó sẽ không hiển thị bảng này đâu. Ví dụ chúng ta thoát đối tượng ra nó mất, được chưa? Đấy. Đấy. Chọn vào đối tượng nó sẽ hiện lên. Tắt vào đây thì nó biến mất, được chưa? Bật đây nó hiện lên. Đấy. Thì khi vào thằng này nhé, vào thằng này thì chúng ta sẽ có những cái lựa chọn như sau. Cái lệnh này nó hơi khó khăn một tí, các bạn phải để ý đây. Thì thứ nhất này, chúng ta có layer là gì? Cái đối tượng này đang trên layer nào? Đó, các bạn chọn lại bất kỳ layer nào, tường hay tủ hay cái gì đấy. Chọn tên layer này, tôi chọn layer ghế này. Và kiểu của nó bây giờ là kiểu gì? Kiểu rất tăng, chúng ta chọn ngay từ đầu rồi đó. Và column đó, là cột đó. Số cột là bao nhiêu? Đấy, ví dụ các bạn muốn chỉ là muốn 5 cột thôi thì chúng ta để số 5. Thì bây giờ nó còn 1, 2, 3, 4, 5. Được chưa? Đấy. Row dòng các bạn muốn dòng của nó chỉ khoảng 4 dòng thôi chẳng hạn. Đấy. 4 dòng thì chúng ta 4 dòng. Và dưới này là quầy thì chúng ta sẽ sử dụng được ở trong các trường hợp nào. Ví dụ như các bạn muốn làm một cái nhóm bàn ghế chẳng hạn, trong một cái sân khấu chẳng hạn, thì chúng ta dùng array đúng không? Chúng ta tạo một cái là nó sẽ ra hết. Đấy, hoặc là những cái khoảng cách đều nhau đó, thì các bạn sử dụng. Được chưa?
Thì đấy là lệnh array nhá. Và tiếp theo này, chúng ta sử dụng đưa nó lên trên đường path nhé. Ví dụ fpline, tôi có một đường fpline như này, bỏ F8 đi. Đây, ví dụ tôi có một đường fpline này, tôi muốn đưa cái thằng này, à không, thằng này có vẻ không được hay lắm. Tôi sẽ cho thằng rec đi. Đây, ví dụ tôi cho thằng rec này, tôi sẽ đưa thằng rec này đi hết cái thằng này chẳng hạn. Thì tôi sử dụng array tạo rẫy này, chọn đối tượng này, pick này, chọn path này, pick vào điểm path này. Đấy, và các bạn pick đầu và cuối đường path này, được chưa? Đấy, enter exit. Đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn cái bảng này, chúng ta chọn đối tượng này. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái bảng quản lý ở đây. Và chúng ta có thứ nhất này, đây là đường path này, và chúng ta có divide này. Chúng ta chọn thằng này hoặc chọn divide, đúng không? Nếu mà chúng ta chọn divide nhá thì nó sẽ ăn được từ đầu đến cuối này. Còn nếu như chọn thằng đây measure này thì chúng ta mà giảm số lượng đối tượng này, các bạn sẽ biết ngay 10 đối tượng đây. Enter. Đấy không? Nó sẽ không đi đến cuối. À, nhưng mà nếu khi các bạn chọn divide này 10 đối tượng hay bao nhiêu đối tượng thì nó cũng sẽ đi từ đầu đến cuối nhá, 5 đối tượng thì nó cũng đi từ đầu đến cuối. Được chưa? Thì đây là cách sắp đặt đối tượng kiểu gì, đúng không? Từ đầu đến cuối, hoặc là nó chỉ quan tâm là khoảng cách của giữa các đối tượng và số lượng đối tượng ấy thôi. Đấy, bây giờ divide thì không nói làm gì, chúng ta đánh vào đây, còn mặc định chỗ này nó sẽ tự chạy. Còn nếu các bạn chọn measure này thì chúng ta đánh vào đây, ví dụ như là 15 đối tượng đi. Measure 3 đối tượng thôi, nó sẽ thu ngắn vào này. Và đây là khoảng cách của giữa các đối tượng này. Đấy, khoảng cách giữa các đối tượng. Không, sao không đánh được vào. Đây, bây giờ mới đánh được. Khoảng cách của giữa các đối tượng, ví dụ bây giờ nó là 5.000 này. 5.000 là giữa đối tượng này đến đối tượng này, đối tượng này đến đối tượng này, được chưa? Bây giờ chúng ta đánh vào 7.000 chẳng hạn. Enter, được chưa? Đấy, thì từ đây đến đây nó sẽ là 7.000. 7.000 là giữa từng đối tượng nhé. Item này là số lượng đối tượng, là từng đối tượng đấy, khoảng cách giữa đối tượng. Và chúng ta có start offset này là cái gì? Là cái vị trí của đối tượng đầu tiên này này. Start là bắt đầu ấy, của đối tượng đầu tiên nó ở đầu mút này, hay là nó nhảy lên đây bắt đầu, đúng không? Ví dụ chúng ta đánh 3.000 chẳng hạn. Enter, được chưa? Đấy, thì nó sẽ nhảy lên đây khoảng cách là 3.000 cho các bạn, để nó cách xa cái đầu nó ra. Và chúng ta có align item này, yes hoặc no. No này, yes này, được chưa? Nó sẽ tự động xoay đối tượng nhé. Tự động xoay đối tượng, yes là xoay và no là đối tượng không xoay, được chưa? Đấy, cái thằng này quan trọng thế nào? Ví dụ như các bạn muốn một hình chữ nhật chạy xung quanh một hình tròn này, thì chúng ta phải chọn yes, được chưa? Nó sẽ xoay tròn xung quanh hình tròn để làm cái bánh răng. Đấy. Đấy, tôi giới thiệu này cho tí, chúng ta qua lại chúng ta ghi từ đầu nhé. Đấy, tiếp theo một cái lệnh nữa nhé. Đấy, ví dụ tôi có thằng cycle như này. Đấy, và tôi có một thằng cycle khác to hơn. Đấy, tôi muốn thằng hình tròn này nó xoay quanh hình này. Đấy, thì tôi sử dụng lệnh array này, chọn đối tượng này, và chọn đối tượng này, tâm này. Đấy, các bạn cứ kích thoải mái đi nhé. Exit. Và sau đó chúng ta sẽ chọn bảng quản lý của nó ra, chọn vào đối tượng này. Đấy, chọn nó ra. Đấy, và các bạn sẽ có những cái thông số cũng tương tự như thế nhé. Đây, col là theo tâm này, và các bạn chọn vào đây. Đó, thằng này là gì? Cái khoảng cách của nó không đi từ đầu đến cuối, và các bạn có thể giảm số lượng đối tượng xuống, ví dụ như 14 chẳng hạn, đang 14 rồi, 10 chẳng hạn. Đấy, không, tôi đánh số độ cho nó bé đi cơ, 200 độ chẳng hạn, được chưa? Đấy, còn nếu như chúng ta chọn
hàng content này thì nó lật lại quên, sorry, đây thằng này xuôi thằng này ngược này. Đó. Và ở đây chúng ta có số độ này, chúng ta có số item là đối tượng này, và chúng ta có góc này, góc giữa từng các đối tượng, còn đây là góc cho cả tất cả các đối tượng, được chưa? Đây ví dụ 22 tôi cho 30 chẳng hạn. Đó. Từ đây đến đây là góc, từ đối tượng này này đến đối tượng này sẽ là 30 độ, đúng không ạ? Còn tổng thể bây giờ nó là 270 độ, đánh 360 thì nó sẽ quay tròn tất cả, quay đều, được chưa? Yes. Hai thằng này sẽ không minh họa được này. Đây. Vẽ lại một thằng rectangle đi. Này ví dụ tôi để vào giữa tâm như này nhá. Đấy, ví dụ tôi sử dụng lệnh array nhá. Đây, chọn đối tượng này, chọn điểm cuối này, chọn tâm này. Đấy, xoay này. Đấy, xoay này, exit này. Chọn đối tượng này. Đấy thì chúng ta có bảng quản lý ở đây. Chúng ta chọn 360 đi. 360. Enter. Và chúng ta chọn no này. Nâu này, thấy không? Đấy, cái hình chữ nhật bây giờ nó cứ đi song song với cái hình chữ nhật cũ thôi và nó không xoay. Và chúng ta chọn yes này, đấy thì nó sẽ xoay tròn này nhá. Đấy thì chúng ta có hai chức năng yes và nâu ở cái thằng rotate item này. Đấy thì chức năng array nó có đến 3 chức năng như vậy. Tất nhiên nó hơi khó một tí đấy, nó không phải dễ ăn đâu nhá. Bây giờ chúng ta sẽ ghi từ đầu nhá. Bắt đầu nhỉ. NEC này, ở đây này, chọn đối tượng này, cho theo trục này, đây, thứ nhất này, chúng ta mở cái bảng quản lý ra này, chọn đối tượng này, thì ở trong cái lệnh của rectangle nhé, trong cái thằng rectangle này, chọn chức năng rectangle thì chúng ta có gì? Không chưa? Chọn chức năng rectangle này. Thứ nhất này, chúng ta có column là cột này. Số cột. Column số cột. Column passing là khoảng cách giữa các cột. Column passing khoảng cách giữa các cột. Được chưa? Và chúng ta có row là dòng. Row passing là khoảng cách giữa các dòng. Ok chưa? Rồi. Đấy là bảng rectangle nhé. Tiếp theo này, chúng ta sang bảng hai này. Rồi ngại rồi. Này các bạn ghi tôi cái bảng thứ hai này,
Khi chọn theo chế độ theo trên đường path này, đó. Align đối tượng theo đường path này. Đó. Chọn chế độ path thì chúng ta có thằng measure này. Measure. Là không phủ kín đường path. Đó. À, hai bạn kia không ghi à? À ghi xong hết rồi. Measure là không phủ kín đường path này, còn divide là phủ kín đường path. Được chưa? Divide là không phủ kín được, à divide là phủ kín đường path. Được chưa? Và chúng ta có item. Item là số lượng đối tượng. Item là số lượng đối tượng. Chúng ta có item passing là khoảng cách giữa các đối tượng. Khoảng cách giữa các đối tượng. Và chúng ta có chức năng start offset là khoảng cách của đối tượng đầu tiên với cái đầu mút của đường path. Start offset. Start offset. Khoảng cách của đối tượng đầu tiên. Khoảng cách của đối tượng đầu tiên. Với đầu mút của đường path. Và chúng ta có align item. Chọn chức năng yes là tự động xoay item theo đường path. Tự động xoay hướng item theo đường path. Xoay đối tượng đấy. Chọn yes là tự động xoay đối tượng theo hướng của đường path. Chọn no là không xoay. Đó. Không xoay đối tượng. Lâu là không xoay đối tượng. Ok chưa? Thì đấy, ở trong cái bảng array theo đường path này chúng ta có như vậy. Và tiếp theo đây. À, chúng ta có bảng array theo tâm nhé. Ở đây theo tâm. Thì ở đây chúng ta có thằng direction là hướng của đối tượng theo tâm. Hướng chúng ta có hai hướng đấy. Direction là hướng của đối tượng. Và chúng ta có item là số lượng. Và chúng ta có rằng align bandwidth là góc của từng đối tượng. Góc giữa hai đối tượng. Góc giữa hai đối tượng. Fill angle là góc xoay cho tất cả các đối tượng. Góc xoay cho tất cả các đối tượng. Và chúng ta có thằng rotate item thì cũng có hai chức năng, yes hoặc no. Yes là xoay đối tượng theo tâm, còn no là không xoay. Cái này tầm là xoay đối tượng theo tâm, còn lâu là không.
Đấy, thì chúng ta đã học xong được cái lệnh Array. Rồi tiếp theo các bạn, à thôi, lệnh này học rồi. Đó, region này làm căng đường tròn. Biết lệnh này chưa? Chưa biết thì ghi vào. Hôm trước có nói qua rồi đấy, lệnh region làm căng đường tròn. Làm căng đường tròn. Cái đường tròn các bạn mà thấy nó gấp khúc ấy, thì chúng ta nhập cái lệnh này vào thì tự dưng nó sẽ căng ra thôi. Sau giờ khi mà các bạn tắt máy đi, khi mở file lên thì nhìn thấy tất cả các đường tròn chúng ta đều bị gấp khúc. Thì các bạn sử dụng lệnh region này. Rồi bài tập của hôm nay chúng ta như sau. Đây, các bạn làm cái bài này thì tất cả những cái chức năng ở đây nhé, thì chúng ta đều sử dụng lệnh align, được chưa? Tạo dãy, được chưa? Các bạn làm ra một cái thôi, các bạn align. Đấy, tạo dãy, tất cả đều như vậy. Đây align thì đến đây thôi. Chỗ này thì sẽ copy bằng tay cũng được. Cái này thì tự xoay, xoay 45 độ. Sử dụng lệnh rotate để xoay. Còn những cái ở trong này thì cũng vẽ bình thường, đúng không? Đấy, tất cả những cái này đều vẽ bình thường. Chỉ có ở đây này. Ví dụ cái bàn này này, nhá. Cái bàn này thì chúng ta sử dụng lệnh chamfer để chúng ta vẽ, được chưa? À, không biết là cái bàn này bao nhiêu, bàn này 700 này, và chúng này tôi chamfer là 700 đấy, nó ăn vào đúng cái góc này, được chưa? Đây nhá, ví dụ line này F8 này lên này. Đấy, tôi dùng lệnh chamfer này, chamfer và D này. Đấy, tôi đánh 700 vào, 700 enter, 700 enter. Đấy chưa, pick này, pick này. Đấy, các bạn xem phần này rồi và sử dụng lệnh gì? Offset, đúng không? Offset vào 700, enter, offset vào này, offset vào này, offset vào này. Được chưa? Và sử dụng lệnh gì? Fillet, đúng không? Fillet này, radian này, không này, fillet, fillet, enter, fillet, fillet, xong chưa? À, thì các bạn đã vẽ được cái bàn như này rồi, khá đơn giản thôi. Khoan từ từ, hình như nó có một chút nhầm lẫn đây không? À đúng đúng rồi, rồi chính xác đấy. Ok. Đấy, bây giờ các bạn vẽ cái bài này vào nhé.